chị đã quá mệt mỏi khi mà đã không có quyết định thì xin mời tụi em ra ngoài. Mọi người chỉ thấy được những cái việc là team này đông người quá, đỡ việc quá. Bản thân Duyên đủ bản lĩnh để mà có thể handle được hết tất cả mọi thứ ở đây. Em quá mệt rồi. Nếu nhà sản xuất chỉ cần say yes, em sẽ rút liền. Chị ơi, em có một cái lời nói là nếu như mà em gặp Tuấn Ngọc ở phòng lại, em chắc chắn sẽ là Tuấn Ngọc. Và em là một người rất là giữ uy tín lời nói của mình. Tuy nhiên, em cũng nghĩ về chương trình và cái sự bất công mà Tuấn Ngọc đang phải chịu. Cho nên em mới trao cái cơ hội cho Kỳ Duyên Minh Triệu quyết định một trong hai bạn hoặc là Tuấn Ngọc. Như vậy là có trái với phật má hay không? Thực ra thì tất nhiên cái này nó không nằm trong cái kế hoạch của nhà sản xuất. Bản thân chị cũng chưa đề cập đến việc này. Thực sự là chị nhìn đây cả Tuấn Ngọc và Xuân Hạnh, hai bạn đều là những cái sự lựa chọn rất là khó khăn cho bất cứ một ai ngồi vị trí này ngày hôm nay. Nếu như bây giờ mentor anh Thư bỏ qua việc loại một trong hai mentor thì chắc là bạn cũng sẽ có một cái suy nghĩ nào đấy của bạn. Chắc chắn em sẽ loại Tuấn Ngọc. Thật ra cái bài toán đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Là chị Thư đang muốn đẩy trách nhiệm loại Tuấn Ngọc lên trên chính Minh Triệu và Kỳ Duyên. Thật sự nếu như mà phải loại mentor của em thì em xin sẵn sàng ra về. Không, không, em không phải nói em không đó. Cần nói câu đó. Team của Kỳ Duyên và Minh Triệu có thể không có Tuấn Ngọc nhưng không thể không có một trong hai chị. Bất cứ thí sinh nào bước vào vòng loại, các em đều phải đấu tranh cho cơ hội cuối cùng của mình. Đúng không? Dạ. Chị đã từng gặp em trong vòng loại. Dạ. Và bản thân em cũng phải trải qua những thử thách gì. Chứ vòng loại không phải là nơi để mình giải quyết những cái ân oán hay là những cái lời nói vô thưởng vô phạt từ vòng Big Team. Chị thương, em không biết thực sự là chị muốn dồn bọn em đến mức đừng như thế nào. Tại vì em tại vì không, cảm chị... giác là em bị chơi chiêu. Khi bản thân chúng ta đều ngồi ở vị trí là huấn luyện viên á, thì ai cũng sẽ muốn làm điều tốt nhất cho team của mình hết. Không phải... Thôi đủ rồi. Chị đã quá mệt mỏi khi mà phải nghe tụi em thuyết trình quá nhiều. Không, em chỉ bây tóm giờ lại thôi. Bây giờ tụi em đã không có quyết định thì xin mời tụi em ra ngoài. Em đã quyết định rồi. Nếu nhà sản xuất chỉ cần say yes, em sẽ rút liền. Bản thân Duyên đủ bản lĩnh để mà có thể handle được hết tất cả mọi thứ ở đây. Duyên có thể là một người trẻ tuổi, nhưng Duyên là một người có kinh nghiệm và trong quá trình làm việc thì chị hoàn toàn tin vào cái năng lực của Duyên. Nhiều khi hai người nó lại là một cái thử thách dành cho Duyên. Không, chị không được làm thế. Khi mà có chị ở trong team thì ở những cái lúc mà mình cảm thấy rằng là mọi thứ nó đang chĩa hết tất cả những cái mũi dùi về phía mình ấy, mình vẫn còn một cái người bên cạnh và hai đứa thực sự rằng là lúc đấy là chỉ có nhau thôi. Cái điều đấy đối với Duyên thì nó luôn là một cái điều tốt đẹp, nhưng mà thực sự ở trong một cái cuộc chơi như thế này tự nhiên nó lại biến thành một cái điều, nó trở thành ác cảm đối với một người khác và nó đã ảnh hưởng rất là nặng nề đối với các thí sinh của mình. Thực sự bản thân hai bọn mình thấy rằng là nó không có cam tâm. Em quá mệt rồi. Mọi người chỉ thấy được những cái việc là team này đông người quá, đỡ việc quá. Nhưng trong cuộc sống này á, tất cả mọi thứ nó đều có hai mặt hết. Và em nghĩ khi bọn em nhận những cái đặc quyền của team hai người, nghĩa là bọn em có đủ năng lực và đủ bản lĩnh để handle những cái sự khác biệt giữa hai người. Thì bây giờ em chỉ còn câu trả lời từ phía nhà sản xuất đại diện là dì Trang Lê. Chị khẳng định, thứ nhất, đây không phải là trong cái format chương trình. Tuy nhiên, truyền hình thực tế thì luôn luôn là bất ngờ có thể xảy ra. Cho nên có thể đây là một ý kiến nảy ra trong đầu của mentor anh Thư, đúng không? Bởi vì chắc đấy cũng là một cái quyết định khó khăn của mentor anh Thư. Nếu các bạn nói là công tâm, thì các bạn sẽ nghĩ là các bạn sẽ cần loại ai? Bởi vì chúng ta chỉ có một người ở gờ lại thôi. Em nghĩ là mình chỉ cần nhìn vào cái khả năng phát triển của từng người, đâu là thời điểm thích hợp để cái người đó người ta tỏa sáng thì em sẽ giữ người đó lại. Em chỉ muốn nói như vậy thôi. Còn nếu như nói ra một cái tên cụ thể thì đôi khi nó lại hơi thiên vị, nên em chỉ nói đến đó. Đó thì tôi chỉ muốn là tham khảo thêm ý kiến của hai bạn để cho mentor anh Tư có thêm một góc nhìn. Bởi vì ngày hôm nay bất cứ một mentor nào ngồi vào đây thì đều là một quyết định vô cùng khó khăn. Truyền hình thực tế rất là khốc liệt. Và cuộc thi nào cũng vậy, chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Vì vậy, chắc chắn một trong hai bạn sẽ phải dừng lại ngày hôm nay. Còn ai sẽ là người dừng lại thì chắc là mentor anh Thư sẽ cần cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Dạ. Rồi, mình xin giúp cảm ơn các bạn.
nhà sản xuất cũng đã trả lời. Họ không khuyến khích mentor rút khỏi chương trình như thế. Và điều đó chịu nghĩ nó hợp lý. Phòng loại trừ nó chỉ nên dành cho huấn luyện viên chiến thắng và hai thí sinh. Không nên lôi kéo những huấn luyện viên khác vào làm gì. Xuân Hạnh. Dạ. Chị rất tiếc khi phải đặt em vào thế bị động như vậy. Nhưng chị muốn em hiểu rằng một khi mentor của em đã đưa em vào phòng loại, Vũ Thu Phương sẽ phải chấp nhận rủi ro này thôi. Dạ. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 6 tháng 8 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.